Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và chương trình công tác của tỉnh ủy năm 2022, vào sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa 18 để thảo luận cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Tú, trưởng phòng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 4 thuộc thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cho biết, đồng chí Lê Thanh Tú là cán bộ có năng lực, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Do đó, Chủ tịch tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Lê Thanh Tú tiếp tục phấn đấu nhiều hơn, trách nhiệm cao hơn và cùng với tập thể thanh tra tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các sở ngành đoàn thể có liên quan của tỉnh một cách nhịp nhàng, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã đến trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Theo quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký ngày 31 tháng 3 năm 2022, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn 5 năm kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2022. Tại lễ tiếp nhận, ông Châu Ngô Anh Nhân bày tỏ niềm cảm ơn chân thành trước sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, hứa sẽ cùng chung tay với tập thể lãnh đạo, cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ, công việc của sở trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng chúc mừng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong ban giám đốc, đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp và đặc biệt là những giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sở. Đến dự và trao quyết định bổ nhiệm có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Mạnh Thắng, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12 tháng 4 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh, Sở Nội vụ là một trong những cơ quan rất quan trọng của tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức các sở ngành địa phương và công tác cán bộ công chức. Đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, chủ trương của Chính phủ về tinh gọn bộ máy biên chế, do đó sau khi kiện toàn đầy đủ bộ khung lãnh đạo, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị Ban Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ, giúp đồng chí Thắng nắm bắt, tiếp cận công việc trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Ban Giám đốc tiếp tục giữ vững mối đoàn kết trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần khôi phục trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp EIB trong quý 1 năm 2022 ước tăng 12,46% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành chủ lực của tỉnh đã có sự tăng trưởng đáng kể như chế biến thủy sản, sản xuất và phân phối điện. Các sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước như thủy sản đông lạnh tăng gần 37%, đóng tàu tăng 33%, đường các loại tăng 15%, điện sản xuất tăng 13%, bia các loại tăng 12%. Trong quý 1, các doanh nghiệp trong khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoạt động trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành tập trung rà soát giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu cụm công nghiệp hiện có, đồng thời tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh như các nhà máy sản xuất tại cụm công nghiệp Trạng É, cụm công nghiệp Diên Phú, VCN nhằm tạo động lực phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân được gần 4.790 tỷ đồng cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho hơn 1.181.000 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố.
Với tiến độ trên, việc cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã hoàn thành 63,8% kế hoạch trong tổng số 7.500 tỷ đồng nguồn vốn cân đối cho chương trình. Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được áp dụng trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 2022. Một số điều kiện để được vay vốn là có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn, có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, vừa qua huyện Khánh Sơn đã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và nhu cầu thực tế cần hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sạch sinh hoạt, chuyển đổi nghề giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Qua đó, số hộ có nhu cầu hỗ trợ về đất ở là 55 hộ, đất sản xuất 123 hộ, nước sinh hoạt 669 hộ, không tăng so với đợt rà soát giữa năm 2021. Số hộ có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề từ 59 hộ giảm còn 33 hộ. Riêng số hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà là 1.059 hộ, tăng 581 hộ so với đợt rà soát giữa năm 2021. Nguyên nhân của sự thay đổi về số hộ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở là do kết quả rà soát ở thời điểm giữa năm 2021, căn cứ theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, căn cứ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, thì số hộ nghèo trên địa bàn huyện tăng cao, kéo theo số hộ đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở tăng theo. Về định mức hỗ trợ, hiện tại đang chờ hướng dẫn thực hiện của các bộ ngành liên quan, vì vậy chưa có cơ sở xác định được nội dung định mức hỗ trợ, nhu cầu vốn đầu tư thực hiện từng dự án thành phần và tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình trên địa bàn huyện. Công an tỉnh Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân cho hơn 100 lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác điều lệnh của công an các đơn vị địa phương trong lực lượng công an tỉnh. Trong 5 ngày, các học viên sẽ được phổ biến quán triệt một số nội dung mới đã được Bộ Công an sửa đổi bổ sung trong công tác điều hành quân sự võ thuật, như quy định về biển hiệu, biển chức danh, quy định về chế độ chi tập huấn và hội thi điều lệnh quân sự võ thuật, quy định về kiểm tra điều lệnh quân sự võ thuật và xử lý vi phạm trong điều lệnh. Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành các nội dung về điều lệnh đội ngũ, luyện tập một số nghi lễ công an nhân dân, luyện tập tháo lắp các loại súng quân dụng và một số chiến thuật của võ thuật công an nhân dân. Qua tập huấn, góp phần tạo chuyển biến trong việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân cũng như nâng cao khả năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các dịch vụ ngân hàng số, ngân hàng điện tử ngày càng trở nên phổ biến, thông dụng hơn bởi những tiện ích mà nó mang lại. Để sử dụng các dịch vụ này một cách an toàn, bên cạnh các giải pháp công nghệ, kỹ thuật từ các nhà cung cấp dịch vụ, mỗi người dân cũng cần trang bị những kiến thức cơ bản và đặc biệt là cảnh giác với những tin nhắn kèm theo những đường liên lạc. Vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua, cả hai người đàn ông này đều nhận được tin nhắn với nội dung VCB Digibank trân trọng thông báo, tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa, đăng nhập theo đường link đính kèm để xác thực ngày hôm nay. Tưởng rằng đây là tin nhắn từ ngân hàng Vietcombank nên cả hai người đều không hề nghi ngờ mà đăng nhập vào đường link làm theo các hướng dẫn. Hậu quả là chỉ ít phút sau, tiền trong tài khoản của họ đã bị bốc hơi. Là cái tin nhắn nằm trong hệ thống tin nhắn của Vietcombank, cho nên là tôi đã thực hiện theo cái việc đấy. Và họ sau khi nhập địa chỉ, nhập mật khẩu vào thì họ yêu cầu là nhập OTP. Thì khi lập tức lúc đó là mã OTP cũng đến. Thì là tôi cũng mất cảnh giác cái chỗ là tôi chỉ không đọc hết toàn bộ tin nhắn là OTP đó dùng để chuyển tiền, mà tôi chỉ đọc nhanh cái số mã đó để mà tôi nhập vào cho nó nhanh thôi. Bởi vì là khi nó nằm trong hệ thống tin nhắn Vietcombank rồi thì gần như là tôi mất cảnh giác. Đấy, sự việc nó xảy ra như vậy. Sau khi tôi nhập vào mã OTP thì khoảng chừng không đầy một phút là có tin báo là đã chuyển tiền. Thì là tôi biết ngay bị lừa. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, thì gần đây trên không gian mạng đã xuất hiện tình trạng giả mạo tin nhắn của các ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Các đối tượng tạo tin nhắn trùng với tên thương hiệu các ngân hàng rồi chèn vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng và chúng có thể gửi cùng lúc cho nhiều người. Do chủ quan, nhiều người làm theo các hướng dẫn và trở thành nạn nhân của bọn tội phạm. Trong thời gian gần đây, nổi lên phương thức thủ đoạn mới
đó là các đối tượng thiết lập trạm BTS giả để phát tán các tin nhắn rác. Các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin để gửi các tin nhắn rác, tin quảng cáo dịch vụ hoặc là các tin nhắn giả mạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng để lừa đảo người dân. Đáng chú ý là các tin nhắn này được gửi đến dưới hình thức tên thương hiệu SMS brand name trùng với tên thương hiệu của các ngân hàng và được lưu trữ trong cùng cái luồng tin nhắn chính thống của ngân hàng, nên tạo cái sự tin tưởng, sự chủ quan và mất cảnh giác của người dân. Ngay sau khi nhận thông tin từ khách hàng, Vietcombank Khánh Hòa đã nhanh chóng có các biện pháp để hỗ trợ khách hàng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an để điều tra. Chúng tôi cũng khẳng định là Vietcombank là không gửi cái tin nhắn SMS thông báo dịch vụ VCB Digibank bị khóa và cái đường link yêu cầu xác thực tài khoản. Vietcombank chỉ có một cái website chính thức duy nhất tại địa chỉ là http://vietcombank.com.vn và quý khách lưu ý là chỉ truy cập cái website chính thức của Vietcombank để đăng nhập dịch vụ ngân hàng số. Khi nhận được các cái tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tin nhắn có nội dung chứa các cái đường liên kết, gọi là các đường link, tin nhắn từ cái số điện thoại của người thân hỏi vay tiền thì không nên thực hiện theo các yêu cầu của các tin nhắn này hoặc ấn vào các cái link trên tin nhắn để đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Để chủ động phòng ngừa những thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng để phát hiện các tin nhắn giả mạo, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Khi nhận các tin nhắn nghi vấn, không rõ ràng, người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để kiểm tra lại thông tin hoặc nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn, phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt.